Dương Mịch, nhiệt Ba dành nhau đóng cặp với Tiểu Thiệt tươi, Cung Tuấn. Tình chị em có chắc bền lâu? Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là đang lôi kéo một mỹ nam show hot để đóng cặp với mình trong dự án riêng. Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba là cặp chị chị em em hot nhất si bít. Cả hai có mối quan hệ thân thiết, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện, những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường. Tuy nhiên dạo gần đây tin đồn rạn nứt quan hệ giữa hai minh tinh này bắt đầu bùng phát. Mới đây trên Weibo rộ lên tin đồn, cả Dương Mịch và Địch Lệ Nhật Ba đều mong muốn giành giật ngọ lời hợp tác với một tiểu thịt tươi đình đám trong giải trí hoa ngữ. Theo thông tin từ một blogger, Dương Mịch và Địch Lệ Nhật Ba đều đang cùng có ý định ngọ lời mời hợp tác với ngôi sao đam mỹ Cung Tuấn cho các dự án phim của riêng mình. Địch Lệ Nhật Ba có bộ phim Đế Hoàng Thư, tưởng mới là An Lạc Chuyện, còn với Dương Mịch là Kiều Tàng man danh nhật tiểu thịt tươi giữa hai đại mỹ nhân đã khiến netizen rần rần thích thú. Bởi lẽ đây là điều chưa từng xảy ra trong tiền lệ của Dương Mịch và đình lệ Nhật Ba. Tuy nhiên hiện tại chưa biết giai ngon sẽ thuộc về ai. Nhưng Xinh hy vọng cặp chị em cây khế này sẽ mãi vẹn tròn tình cảm. Sau siêu phẩm đam mỹ Sơn Hà Lệnh, Cung Tuấn trở thành gương mặt được săn đón hàng đầu tại Trung Quốc. Tên tuổi của nam diễn viên sinh năm 1992 dường như phất lên như diều gặp gió chỉ sau một đêm. Anh liên tiếp góp mặt tại các sự kiện hàng đầu, cũng như đảm nhận vai trò họa báo cho các tạp chí danh giá. Hiện tại, Cung Tuấn còn sắp sửa hợp tác với Lý Thấm trong tác phẩm Câu chuyện không ai biết, được chuyển thể từ tiểu thuyết của Trang Thai. Suy cho cùng với mức độ hot hòn hòt của Cung Tuấn ở thời điểm hiện tại, việc xảy ra tranh giành cũng là điều dễ hiểu. Việc hợp tác với các cây đa cây đề như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh sẽ giúp tên tuổi của nam diễn viên đi xa hơn. Tuy nhiên, có một vài ý kiến cho rằng màn bắt tay này cũng có thể khiến Cung Tuấn bị lu mờ trước khả năng diễn xuất lẫn danh tiếng của đàn chỉ. An lạc chuyển của Điện Lệ Nhật Ba được dân mạng gọi vui là trường ca hành 2.0 kể về cuộc chạy thoát của con gái khai quốc công thần nhậm An lạc sau khi cả gia đình gặp biến cố lớn, còn kiều tàng của dương Mịch kể về nữ chính miên đường và cuộc hôn nhân với nhiếp chính vương thôi cửu. Nhưng liệu có tồn tại tình yêu hay không thì chỉ kẻ trong cuộc mới biết hiện tại cả hai dự án đều chưa có thông tin lịch quay chính thức và phía cung tuấn vẫn chưa xác nhận sẽ chốt đơn cho bên nào